nhà đi nha. Tối bữa nay gia đình mình đi săn cả nhà, do mùa hè chở hai chú nhóc theo chơi trải nghiệm, đòi theo quá trời luôn, cho nên mình với tính chở cho hai chú nhỏ theo để trải nghiệm một tí thì có cái nhà thấy quen mặt rồi phải không. Còn đó là em của thằng Tiến, thằng Nhàn, chào cả nhà đi Nhàn. Đó là thằng Duy Nhí cũng lâu rồi nhưng mà cứ nghỉ hè mới được lên, thì anh em mình bữa nay chủ yếu đi sơ ếch rồi nha. Thì đi tới địa điểm này thì thấy có tổ ong ruồi nè, thì mình lên coi mình thấy hình như ổ ong ruồi nó hơi dạ vậy, hơi dạ á, hơi dạ dạ non gì còn vừa mặt còn mặt thì bắt nó ăn hết mặt rồi nha, ăn tổ ong ruồi nó ăn sạch mặt rồi. Nhà thấy ong ruồi cũng khá là to ha, cho nên nó hết mặt, cho nên dạ lắm rồi. Mình không bắt, còn gì nó đâu bắt không có mặt nha. Đi tới đây đi săn ếch, vô tới đây là bắt đầu là cái hành trình của mình. Cái từ nhà mình vô trong đây, ở đây là địa điểm của cha trong nhà hôm đây này nha, là từ ngoài nhà mình vô đây 13 cây số, nhưng mà tới địa điểm này là mình đi vô sâu vô trong nó, trong rừng tràm chút nữa về ra chạy trên bắt ếch trên 2 kênh này, 2 mấy kênh như thường ngày. Cái video trước của anh em mình làm video trước đó, thì cũng bắt ếch trên 2 kênh này nha. Thì mình thấy bên bờ bên đó có chú ếch, để mình qua bển. Thấy chú ếch nó cũng gọn gọn nằm, khá là ngon. Ôi con này dạng ươm à, nó không bự lắm. Con làm tới không? Không tới thì không tới thì được ba. Ừ, con nào tới rồi. Ở trước con nữa kìa. Trước con nữa nè, cầm bao đi con, cầm bao đi. Bữa nay hạn chế bắt nằm chút xíu. Cầm bao lên lượm cái bao ra. Cứ vậy không à. Nè, để vô. Nó ham bắt á, kêu mình phải nhường cho nó bắt. Nhưng mà lỗi lên sình không à. Nè cái túi bên đây, miệng bên đây mày con. Bởi vậy không cho đi là... Tập trung vô con. Nè tập trung vô. Ở đây còn con nữa nè. Bữa nay mình có đem theo chĩa nè, nhưng mà chắc là mình phải hạn chế đâm thôi nha, hạn chế sử dụng chĩa một chút xíu. Con nào khó thì mình để cho thằng Kha dùng chĩa bắt. Này con để cho ba tay ba sâu vô, tay của ba sâu thọt vô bao sâu vô chút nữa, con dở cái tay ba cái bao gậm lên đi. Rồi con thứ hai thu hoạch, khoan nhan chỉ cho nhà xe lại. Thôi di chuyển tới. Mình phát hiện ra thêm một chú nữa. Thì hồi chiều là do là có cái đám mưa cả nhà, đám mưa cũng khá to cho nên anh em mình mới mở ra một cái chiến dịch là bữa nay đi bắt ếch. Nghe được chiến dịch cái vi mô ha, nhảy chưa? Thôi bắt ai luôn. Tinh 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 tinh, bye 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 bye. Đi xuống chưa? Đúng rồi. Rồi. Đây, tiếp tục di chuyển tới nha. Mỗi lần mình gặp ếch thì mình mới mở máy lên. Tại vì hai chú nhỏ cầm máy quay không được nha. Phóng rồi. Dính. Đấy chĩa sát vô, chạy đi. Con nào bự bự là sử dụng chĩa. Mình chưa kịp đi nữa, mình thấy thêm chú nữa. Kế bên luôn, con đó nằm đây. Quay qua đây thấy nó nằm trong kẹt đây.
Cả nhà thấy mùa mưa xuống thì quê mình thì ếch đầy luôn. Ui, bắt đầu mình chạy tới khúc này mình thấy có chú ếch này cũng khá to nha. Thấy chắc nó bự quá, mình kêu Khoa cầm chĩa. Con này bự nghe nghe tí, Khoa, tí. Nó nằm trong bụi cây. Từ từ để cho con cầm, đừng để hụt chĩa. Con đừng để hụt chĩa. Từ từ. Để sát vô. Sát vô chút nữa. Rồi đâm. Rồi dính nè. Dính nó để bà gỡ cho. Để bà gỡ cho. Cái mối nào hết trơn nó đè xuống luôn. Để bà gỡ cho. Nó không bự nhưng mà được nó dạng ươm mà. Cầm chỉ luôn chứ. Rồi. Rút rồi con. Rút từ từ ra, rút cầm chĩa rút ra. Cái chĩa đâu, cầm lụm cầm chĩa lên. Ừ. Cầm rút ra. Ừ, rút ra đi. Chú tính quá đã, chú tính dàn ươm mà nó đã không có đâm không trúng. Ừ, nó đè ăn hết. Đâm sao lọt giọng hay quá tuyệt vời. Nãy khúc nãy thì nhiều nha, khúc này thì tới đây thì đi tới cái đoạn này thì mới gặp được chú ếch rồi. Vô không được rồi, tí rồi được cái ba loại luôn. Dính luôn. Chưa tính. Đây để cái chĩa sát vô đây nè, để cặp vô đây nè. Đây có anh chị đó cũng đi làm cùng nghề mình đang ở đó. Thôi mình đi dài dài ra. Làm nghiêm trọng chứ chú tính. Đâu lên ngồi đi, lên ngồi đi đưa cái túi ra cho chú tính. Lên ngồi dựa dưới đó đi rồi tao bơi xuống. Chó sủa kìa, giờ này chắc chín giờ mấy mười giờ đó. Ở đây anh em mình đi xuống sớm hơn chút xíu, cũng nói ngay muốn sống cũng không được nè. Canh nước cạn lúc nào mình đi lúc đó. Cái chuyến vừa rồi mình đi tới 2-3 giờ sáng về mệt quá, đuối quá. Họ lên xuồng ngồi vừa bà bảo lên đi, tao bơi xuống. Ừ, đạp ra. Đúng rồi. Ở đâu? Sao không? Rồi. Đạp tiếp tục gặp thêm một chú nữa. Chuột bắn. Hai anh em gặp bắn. Bắn cái lỗ tai. Cái lỗ tai của chú tính mắt lạnh không? lắm mới tính, lắm mới tính. Trời ơi, cái chết rồi kêu á. Cường thối thằng này. bắt thích. Nó bay theo ánh đèn hoài đó, nó không đi đâu hết. Ừ, trời tí cầm tí. Trời cho ba coi. Không thằng này con cường cường gì đâu mà thứ già. Đây con cầm đi ba review cái nhà xem. Ủa, trời ơi, con cái bị chuột không nè. Nó... Ừ. Nó bằng cái ngón tay của anh Khoa luôn tí luôn. Hả? Ở trên đó mình thấy có cái bẫy chuột của anh chị này, nó sập rồi mà nhưng mà không có dính. Không có dính đâu ta nha. Em thả nha ba. Ừ, thả đi con. Ba thì ánh đèn. Chú Tính ơi. Con không bắt cậy. Lúc nào chú Tính? Nhảy đâu rồi chú Tính? Chứ nào? Ít ở quê mình á, nhất là mấy cái đám mưa to to chút xíu. Thì nó rất là dạng. Nè, hút chú tan á. Em chỉ vô. Đúng không? Ông vừa vẽ cái ông bắp cày. Ông nó hung tàn sát luôn á. Quấn một cái là có thể là đi bệnh viện. Sao? Muốn nổi lên mặt nước luôn. Tới không? Không được thôi. Tới không? No. Từ từ, đừng gấp. Nó còn đâu đây? Lực cái bánh lái nó dướng lên, gì kéo bánh lái lên được không tính? Cuột nó lên, lấy cầm dây nè. Hả? Được không? Có cầm dây nè. Cuộn nó lên đi cho nó dễ. Này cầm con dây đưa chú tính nè.
phát hiện ra được chú hết. Chú tính vô, móc vô. Mà chú tính cứ giặt ra xong là xong. Chú tính lấy cái cây đó làm phụ đi chú tính. Ừ. Nó nhảy ra chú tính. Lúng chú tính rồi, lấy chĩa ra chú tính nè. Lấy chĩa ra trong đó lúng đó, lấy chĩa ra chú tính. Chuyện chĩa chú tính đi. Hàm đi đó. Ừ. Lúng nó mắc kẹt lắm luôn ạ. Con cua em cho em dính không? Từ từ để tao bơi của tao vô là nó tớp tớp cái đầu của mày vô. Lúng quá sẽ lúng, bữa nay bùng lúng quá. Dính không nghe đại ca, cộng cái cùi vô. Ừ. Một chiến lợi phẩm. Bỏ lại xui lại. Cái bay cái đèn. Rồi chú tính bắt đi. Bơi vô rồi đó, nó cạn rồi chú tính ơi. Chú tính bắt ếch giống lụm dây chai quá ha. lụm nhẹ. Trước cái đèn nha nhờ, trước cái đèn. Thôi tiếp tục di chuyển. Lúng dữ lắm. Ồ lúng quá trời lúng luôn. Dữ lắm lúng luôn. Bùng quá trời bùng luôn. Cứ đi tí xíu là gặp, gì đâu. Ngon cơm. Trên đó thấy cặp mắt đó mà không biết là có bự hay nhỏ. Ê, mèo hả? Mèo hay trồn? Ủa cái cây tới đâu rồi chả? À tới rồi bắt đi. Hả? Nó dính không? Sao? Còn hồi hai anh em mình mỗi người những con nha mày nè. Cho nó ăn viên cho đồng. Từ từ đi, vô bỏ vô bao đi. Không có gấp đâu. Hai con đáng chặt lắm. Ừ. Ở bên kia con thấy gì kìa, tao thấy cái màu không phải không? Coi trên đây có cò lét ngủ bên đây không tí? Cò lét cho nó một viên nữa à. Coi. Nè, cầm giùm bác. Cầm ôi, nó chàng cháy nó bự. Ô nó. Thôi đi tao lụm. Ô không được. Vô hàng luôn hả đó? Dễ đâm nữa. Đó nó đưa. Rồi. Phóng ngoài luôn hả? Không có phóng, nó còn lúc cái trong hẹ. Ê. Vô hang làm sao? Ui, nặng luôn. Mà mồi vô hang đi, nó nằm trong. Trong hang này hả Tính? Ừ. Dịch. Trời ơi. Wow, trời ơi, đứa thứ già. Cầm nó chầm dàm cái tay luôn. Ui, từ từ nha, để chú Năm đăng. Từ. Trời ơi, ít cái, xíu già. Quá trời đã luôn, nó dần ươm luôn. Tung lên. Quá phê, con nào mới được, đáng. Con ngồi phía nghiêng phía bản nó mới đúng nha. Con ngồi nghiêng phía bên cái chân vịt á, con ngồi gác vô cái lát luôn hả? Ừ đúng rồi đó, con ngồi đúng rồi đó, con dựa vô đó. Ờ, con gác vô luôn. Không có gì hết trơn. Cá nó nhảy sộn. Được, con gái con miệng mắng nó luôn, không bao giờ nhớ gì. Đi rồi. Anh em mình đi tới cái đoạn này á thì nãy giờ cũng khá xa không có nha. Nãy giờ bắt ếch thì bắt ở trên cái máy kinh này. Không đi tới đây, động đội này thì khá xa, anh em cũng làm được vài ký.
thì cái tôm ớt. Thôi anh em mình với được bắt được chú cùng cọc thôi đó nha. Đi săn hôm qua nãy thì đã hạ được chú cò, còn bắt hạ được chú cùng cọc, cho nên cùng cọc này cùng cọc trắng gì đó biết đâu. Cho nên anh em mình xin dừng cái video về cả nhà. Thôi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà mình chờ video sau. Bye bye cả nhà, bye bye.